Hello cả nhà ơi, hôm nay trời nắng đẹp quá cả nhà ơi. Trời nắng nhưng mà không khí rất là mát nha cả nhà. Phía dưới có cái hồ, có những vòi nước nó phun cả nhà ơi. Cảnh vật rất là yên bình, thanh bình, mát mẻ. Nhìn nó giống như một khung cảnh của Đà Lạt vậy đó cả nhà. Mà công nhận ở Mỹ hay thiệt, đi đâu hả cũng thấy có thiên nga, có vịt hết cả nhà. Đi biển nè, rồi đi hồ, đi công viên, bất cứ đâu cũng thấy con vịt trơn cả nhà ơi. Vịt khắp nơi luôn. Ở Việt Nam á, mình thấy bình thường á, mà qua Mỹ nhìn thấy hả, mấy con vịt nó kêu làm sao luôn á. Dễ thương quá à. Mà mấy con vịt ở đây nó ú nu ú nục à, đi cái đít nó ủn ủn vậy á. Lại là một suối thiên nga nữa. Có vịt là có thiên nga. Hay thật luôn á. Cứ hồ mà có vịt là có thiên nga ở đó. Vịt thì nhiều hơn thiên nga. Lại đi gặp vịt tiếp. Quá trời mấy con vịt luôn. Lại đi gặp vịt nữa cái nhà ơi. Gặp vịt nữa là đi đâu gặp vịt hết trơn á. Mình không có gì cho nó ăn hết trơn nha. Phóng đùng đùng xuống luôn. Sao ba? Quá trời luôn hen. Chắc hơn 100 con quá. Nó bay dìu dìu xuống. Trời, đây nó nằm 5 con. Xuống luôn. Nó bay dìu dìu. Hả? Sao ba? Đằng kia mấy con đằng kia nữa, đằng chỗ đầm sen đằng á. Không tới 100 con phải không? À. Có cá hả ba? Mấy con lại con coi. À, mấy con vịt nó bên cái đảo nhỏ bên đấy kìa. Đằng đây, đằng kia nữa. Đó. À, cái đảo đó kìa ba, cái cụm đất đó kìa. Ở nó nhóc luôn kìa. Hấp cho lên ha, rồi tuốt tuốt cái trên kia nữa ha. Con
ăn con cá gì nhất à? Dịch thì quá trời luôn, cá con còn. Nghe hả? Ăn dịch thấy thường à. Ở Việt Nam thấy dịch bình thường mà qua Mỹ mà nhìn mấy dịch cưng quá. Mày coi nha. Trời ơi. Cũng cắt chừa lại giống như thành cái đảo, cái cồn vậy đó. Có cái đó giữa nhìn nó hay, giống như cồn nổi gì nhìn nó hay, nó có hồn thêm cho cái hồ này. Yeah, so cute.